Dạ rồi, mình vừa mới đóng cái cánh cửa lại để cho tiết học nó diễn ra suôn sẻ nhất, mọi người không bị làm ồn và làm phiền. Ok, trước khi bắt đầu cái buổi học này á, thì mình muốn nói trước về cái chuyện mình cũng vừa mới nói với các bạn xong luôn. Là thứ nhất á, là mình cứ xưng hô với nhau bình thường thôi nha. Các bạn đừng có gọi mình là thầy hay là giảng sư gì cho nó quá là formal. Mình mang cái tinh thần ha, kế cái miệng rồi đó mọi người, kế cái miệng luôn rồi đó. Nhận dẫn nhỏ xíu luôn hả? Rõ rồi hả? Ok. Thì mình mang một cái tinh thần á, là mình chia sẻ lẫn nhau. Thì những cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người. Cái lợi thế của mình đó là mình có nhiều cái tài liệu, và mình có cái sự tổng hợp lại kiến thức, thì mình dễ dàng hơn trong cái việc chia sẻ, nên mình mới ngồi đây để mình chia sẻ thôi. Chứ cũng không phải là mình đi trước đi xa gì đâu. Cho nên các bạn cũng như vậy, thì các bạn cũng là một người cùng học chung với mình. Các bạn cũng có đọc sách, các bạn cũng có nghiên cứu, thì với bất kỳ những cái gì mà mình tìm hiểu được lẫn nhau thì mình học hỏi được lẫn nhau, mình chia sẻ được cho nhau, thì mình cứ chia sẻ nha. Cái đó là cái mong muốn của mình trước khi mình bắt đầu trong cái bài học này, cái buổi học hôm nay. Thì cái phần tiếp theo là mình cũng muốn các bạn mình suy nghĩ lại, ngẫm nghĩ lại xem coi là các bạn đã có từng nghe đến cái môn này trước đây hay chưa. Và cái thứ hai, các bạn đang chờ đợi cái điều gì từ cái lớp học Thanh Tịnh Đạo này, thì chắc có lẽ là mình sẽ cho các bạn 5 phút để mình cùng nhắn lên trên phần chat nha. Câu hỏi thứ nhất là mình đã từng biết đến cái môn này trước đây hay chưa, và câu hỏi thứ hai là các bạn mong chờ điều gì từ lớp học này. Rồi. Mình nhắn lên trực tiếp lên trên chat luôn ha. Chắc là đến khoảng 3:45. Có thấy các quý vị có gửi lên. Mình thấy trong số các bạn là có bạn đã từng nghe đến nhưng chưa từng đọc, biết gì về Thanh Tịnh Đạo hết. Có bạn thì chưa bao giờ nghe luôn. Chị Mâm là chưa biết, chị thắc mắc sao thầy bỏ bớt 2 buổi xử lý để dành chỗ cho cái lớp này. Thấy vẫn còn nhiều người đang nhập, mình chờ thêm ha. Mặc dù cũng hết thời gian rồi đó. Các bạn nào mà có muốn nhắn lên thì mình tranh thủ. Vẫn còn thấy nhiều người đang nhập. Thấy có Anh Quốc nữa. Dạ rồi, cảm ơn các bạn. Thì mình cũng có thể hiểu sơ qua được là các bạn có nhiều bạn xuất phát điểm Phật học của các bạn mỗi người thì mỗi khác nhau, và các bạn, tuy nhiên cái điểm chung của tất cả các bạn là đều mong muốn có thêm một cái kiến thức nào đó về Phật học và thấy được Phật học là một cái môn cần học, cần để cho cái sự phát triển về mặt tri thức của mình. Thì mình rất là hoan hỷ vì cái điều đó. Thì ok, mình bắt đầu cái bài hôm nay luôn ha. Hình á, các bạn có thấy màn hình chia sẻ chưa ta? Dạ rồi. Dạ rồi, ok. Thì cái tài liệu dùng để học cái môn Thanh Tịnh Đạo này á, thì nó có rất là nhiều tài liệu khác nhau. Có lẽ là sẽ có đăng một cái bài riêng trong thời gian tới, nhưng mà cái nội dung để mà mình trao đổi trực tiếp với nhau trên lớp á, thì sẽ là một cái bài giảng do mình soạn ra, và nó cũng sẽ là tập hợp từ các tài liệu mà mình đang có. Dạ, chữ hơi mờ. Một lát mấy cái chữ chỗ nào mà nó nhỏ thì mình sẽ zoom lên sau ha. Tạm thời mình đang nhìn cái chỗ tiêu đề trước ha các bạn. Thì mình sẽ cấu trúc cái bài giảng trong cái môn này của mình thì bao gồm các chương tương ứng với các phần ở trong Thanh Tịnh Đạo, mà trong số đó thì cái chương đầu tiên mình sẽ nói đến Thanh Tịnh Đạo và tiểu sử của Ngài Buddhaghosa, tức là tác giả của cái bộ Thanh Tịnh Đạo này. Thì cái buổi hôm nay cũng là cái chương đầu tiên này thì mình cũng chỉ nói sơ qua, rất là sơ lược qua về cái môn Thanh Tịnh Đạo. Mình thấy rất là nhiều các bạn chưa biết đến cái môn này là cái môn gì, và thậm chí chưa từng nghe nói đến cái chữ Thanh Tịnh Đạo luôn. Thì mình cũng vào mình nghe thử xem coi là nó ra sao, nó là cái gì và nó được học, nên được học như thế nào ha. Thì trước tiên á, là mình muốn nói về cái cách học trước. Bạn nào thì có học các lớp như là siêu ý mở rộng, hay là trải nghiệm làm giáo dục, hay tài năng vân vân, ở các lớp đó ở trung tâm á, thì các bạn đã từng nghe đến các điều cần làm, các phương pháp học tập đối với các môn nói chung khi mà mình học ở cụ thể là ở trong cái trung tâm này. Thì môn Thanh Tịnh Đạo cũng không phải là một cái ngoại lệ. Mình cũng muốn trao đổi với nhau thật kỹ về cái phương pháp mình học, để mà mình có một cái cách học nó đúng đắn và nó phù hợp mà mình học cho nó hiệu quả nhất. Thì đầu tiên là trước khi học mình cần làm cái gì, thì coi như buổi hôm nay là buổi mình giao kèo với nhau vậy đó các bạn ha. Thì từ đây về sau thì mình cố gắng mình thực hiện nó đầy đủ, thì cái tiết học của mình nó mới đạt được cái hiệu quả cao nhất. Trước khi học á, thì mình cần phải tự trả lời lý do cho mình học môn này để làm chi. Nó có thể đơn giản như là những gì các bạn vừa mới nhắn lên trên chat thôi, nhưng mà có thể sau buổi hôm nay các bạn hiểu được thêm về Thanh Tịnh Đạo, các bạn hiểu được thêm về cái môn này nó nói gì trong đó, thì mình có được thêm cho mình những cái lý do để mình học môn này. Thì lúc nào cũng vậy, cứ trước khi mà mình bắt đầu cái buổi học thì mình cố gắng mình có cho mình cái lý do, mình trả lời được mình cái lý do để mình học cái môn này ha. Mình phải biết mình học cái môn này để làm chi. Rồi cái tiếp theo là mình hiểu được cái giá trị của môn học, hiểu được cái giá trị của môn học. Cái thứ ba là luôn trong tâm thế tầm cầu tri thức. Thứ tư là chuẩn bị bài vở lên lớp. Và thứ năm là liên hệ kiến thức và chuẩn bị câu hỏi. Đây là 5 cái dấu cộng ở cái mức siêu căn bản mà không phải chỉ đối với môn Phật học hay là Thanh Tịnh Đạo không, mà tất cả các môn quý vị cũng nên có một cái cách học, một cái phương pháp học trước khi bắt đầu một tiết học kiểu như vậy ha. Đối với trong khi học á, thì mình cần các bạn lắng nghe, có cái sự lắng nghe, ghi chép, đối chiếu và liên hệ, đặt câu hỏi và đưa ý kiến. Có nhiều yêu cầu quá không ạ? Lắng nghe, ghi chép, đối chiếu lại với kiến thức cũ và liên hệ với cái mục đích của mình khi hồi nãy á, mình có trả lời cho mình cái lý do mình học cái môn này ra sao á, và đưa cái ý kiến cái của mình ra khi mà mình học. Tại vì mình hồi nãy mình có nói với nhau rồi, là mình học cái môn này là mình chủ yếu là mình trao đổi những cái gì mà mình biết với các bạn, và cũng như là những gì các bạn biết trao đổi với mình. Đó. Thì mình rất mong là mình sẽ nhận được các ý kiến từ phía của các bạn luôn. Và cái thứ hai, trong khi học thì mình cũng mong muốn rằng là các bạn trong lớp tìm được thêm cái hướng ứng dụng kiến thức vào thực tế. Mình nghe cái chỗ đó, mình nghe cái sự phân tích ở cái chỗ đó, mình nghe được cái tuệ nó có bao nhiêu loại, rồi mình nghe được cái sự phát triển trí tuệ nó là có những cái cách nào. Thì mình sẽ nghĩ lại xem coi là trong cái cuộc sống của mình là có cái cách nào để ứng dụng cái kiến thức đó vào trong cái thực tế hay không. Rồi cái thứ ba là mình cũng phải mở rộng bài học, truy tầm giá trị ích lợi cho mục đích cuộc đời của mình. Thì một cái buổi học nó mang và nó chất chứa nhiều cái ý nghĩa như vậy đó, thì mình cũng phải có cái sự đầu tư cho nó một cái mức nhất định. Mình phải có mục đích cuộc đời, thì mình học một cái bài học, học một cái tiết học, nó sẽ link được với cái mục đích cuộc đời của mình hơn. Đó là cái chỗ đó nha. Rồi đối với sau khi học á, thì mình phải ôm lại bài và thuộc lòng bài đã học. Mình thì chưa có quyết định là lớp mình sẽ có trả bài đầu giờ hay không, như là cái lớp xử lý mẫu giáo. Có lẽ là mình sẽ thông báo sau. Nhưng mà dù có trả bài hay không thì rất hy vọng rằng là các bạn nên xem lại bài và thuộc bài đã được học trong cái tiết đó, cũng như là mình suy ngẫm và liên kết các điều học lại với nhau, và cũng như nói lại cho người khác khi phù hợp và ứng dụng điều học vào thực tế, và lượng giá lại cái sự ứng dụng đó. Hồi nãy mình nghĩ cách thôi, mình tìm hướng ứng dụng thôi. Bây giờ là mình ứng dụng luôn. Sau một cái buổi học đó, mình cần phải ứng dụng luôn cái điều học vào thực tế, để mình thấy được rằng là những cái gì mình học nó có giá trị. Và đương nhiên cái cách ứng dụng như thế nào ra sao nó tùy mỗi người. Có thể ứng dụng trong cái việc các bạn suy ngẫm về một cái vấn đề nào đó, chứ không nhất thiết là mình học là để mình đi hành thiền, là mình ứng dụng đi hành thiền. Không phải, tùy mỗi người, mỗi khác nhau, có cái cách ứng dụng khác nhau, tùy cái mục đích mỗi người đi học khác nhau mà họ truy tầm lại được cho mình cái mục đích đó và có được cho mình kiến thức ở cái chỗ đó, ứng dụng được kiến thức ở cái mảng đó vào trong cuộc sống của họ ha. Đó là ba cái trước khi học, trong khi học và sau khi học. Thì và một cái mũi tên mà mình chĩa vào á, là cái chỗ tinh thần phê phán và sự chi hiểu biết. Chỗ này nghĩa là gì? Mình nhắc lại một lần nữa, là lần thứ ba là mình ở đây để mình chia sẻ những cái gì mình biết với tất cả mọi người. Thì dĩ nhiên đâu đó nó vẫn sẽ còn có một vài cái chỗ nó chưa được tối ưu. Mình là một cái người học Phật, mình thấy được Phật học nó quan trọng và nó có nhiều cái giá trị ích lợi, thì mình tìm hiểu, mình nghiên cứu và mình chia sẻ lại với mọi người. Tuy nhiên á, thì mình cũng rất là mong rằng là dù cho trước, cho trong hay là cho sau khi học, thì mọi người cũng nên nghe, học, hiểu với một cái tinh thần phê phán. Có nghĩa là mọi người phải xem coi là cái điều mà mình vừa mới nói ra nó có thật sự đúng hay không, có bị sai đâu không, và nếu sai thì nên sửa lại như thế nào, và cái chỗ mà mình sửa lại như thế nào, và cái cách mà mình làm cho cái đúng nó có thể được tốt hơn ra làm sao á. Thì rất hy vọng rằng là các bạn có thể sẽ chia lại, đặc biệt là với lớp của chúng mình luôn. Tất cả chúng ta thì khi mà có cái sự trao đổi qua lại lẫn nhau á, thì các nội dung của bài nó mới càng ngày càng cải thiện được về mặt chất lượng. Ok, thì đó là cái phần hy vọng hết sức là nhỏ nhoi của mình, khi mà mình đứng ra mình trong ngoặc kép là hướng dẫn các bạn về cái môn Thanh Tịnh Đạo này. Ok, chắc là các bạn cần ghi bài đúng không? Mình chờ một tí để các bạn ghi bài ha. Rồi, ok. Thấy cũng phần lớn các bạn xong rồi. Rồi, mình đi tiếp. Phần 1.2 sẽ là cái phần giới thiệu đôi nét về cái môn Thanh Tịnh Đạo. Thì các bạn, ở đây các bạn ai cũng biết rằng là mình đang học một cái môn, nó nằm ở trong Phật học, đúng không ạ? Thông qua những gì các bạn nhắn lên thì mình tin rằng cái điều đó là như vậy. Thì mình cũng nên nhớ rằng thì Phật học là một cái môn học tỉnh thức mà. Cái đối tượng nghiên cứu của nó là các loại sự thật, và tiến đến cái cứu cánh tối hậu là giác ngộ giải thoát, diệt bỏ tất cả các sự ô minh và ái dục mà cắt đứt được cái vòng sanh tử luân hồi. Thì mình học Phật với một cái mục đích đó, thì những cái gì nằm trong Phật học thì mình cũng học với một cái mục đích đó. Mình học để mà mình có được cái sự hiểu biết và tiến đến cái cứu cánh tối hậu đó. Thì thông thường thì cái tài liệu chánh thống dùng để nghiên cứu Phật học là tam tạng kinh điển. Nó bao gồm kinh tạng Sutta Pitaka, luật tạng là Vinaya Pitaka và vi diệu pháp tạng là Abhidhamma Pitaka. Tuy nhiên thì Thanh Tịnh Đạo nó không phải là chánh tạng, nó chỉ là một cái tài liệu chú giải thôi. Có nghĩa là nó là cái mức thứ cấp, nó không phải là tài liệu sơ cấp. Nhưng mà nó ghi chép được yếu lược gần như tất cả các tinh hoa từ trong tam tạng kinh điển. Và cũng chính vì vậy mà các nội dung mà sắp sửa được trình bày trong cái bộ môn này nó đều sẽ rất là hữu ích cho cái sự học hành Phật học. Ok, thì đầu tiên là mình hiểu với nhau sơ lược nhất về Thanh Tịnh Đạo như thế ha. Thanh Tịnh Đạo không phải là chánh tạng, nó không phải nằm trong kinh tạng, luật tạng hay vi diệu pháp tạng gì cả. Nó chỉ là một tài liệu chú giải thôi. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, các bạn có thể ghi bài. Chú giải là chú giải chứ sao ta? Có nghĩa là nó luận giải những cái gì đến từ trong cái phần tam tạng kinh điển. Nó không phải là bản gốc mà nó là phần ghi chú thêm, bổ sung thêm mà làm cho người khác có thể hiểu được hơn những cái gì có được ở trong tam tạng kinh điển. Bình thường mình cũng dùng chữ chú giải với cái nghĩa đó mà ta, đúng không? Thì sau khi có một cái bản chú giải rồi thì cái chú giải đó mình gọi là Athakathas. Athakathas thì nếu như vẫn còn nhiều cái chỗ khúc mắc hoặc là chưa được giải đáp tường tỏ thì nó sẽ có thêm một cái loại tài liệu nữa gọi là tài liệu phụ chú giải. Thì khi đó nó sẽ ra một cái tài liệu sơ cấp, thứ cấp hơn nữa. Đó, thì theo những gì em đọc thì nó gọi là ba cái hình thức trong một cái nền văn học Pali. Một cái là tài liệu chánh cấp, rồi sơ cấp hơn là chú giải, và thứ cấp hơn là chú giải, và thứ cấp hơn nữa là phụ chú giải. Mình còn nhiều cái tên gọi khác, thay vì chú giải thì có thể gọi là sớ giải, hoặc là thay vì phụ chú giải thì mình có phụ sớ giải hoặc là hậu sớ giải. Ok, tài lọc. thấy anh Quốc có nhắn lên. Ở cái phần này sẽ được nhắc đến ở cái chỗ tiểu sử của Ngài Buddhaghosa Anh Quốc. Còn ở cái mục 1.2 này thì mình chỉ đang bàn về cái bộ Thanh Tịnh Đạo thôi. Mình chưa nói đến tác giả. Rồi, vậy thì mình đi tiếp. Tác giả của Thanh Tịnh Đạo là Ngài Giáo Thọ Sư Buddhaghosa. Thì cái này nãy mình có nói rồi. Ngài đã trước tác nên cái bản chú giải này vào cái khoảng tiền bán thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, tức khoảng 956 năm sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Thì cái tài liệu này nó được đánh giá như là một cái siêu luận án tiến sĩ Phật học. Do bởi cái tính quy mô về nội dung và tầm ảnh hưởng của nó trong giới nghiên cứu cũng như là với những cái bậc Phật trí giả. Thì người ta nghiên cứu theo những gì mình đọc, mình xem ha. Hầu hết như tất cả các vị thiền sư nào họ dạy về thiền thì họ cũng đều lấy cái tài liệu căn gốc để mà họ hướng dẫn là Thanh Tịnh Đạo cả. Hầu như tất cả luôn. Tại vì thiền thì nó sẽ có nhiều loại, mà trong Phật học nguyên thủy ha, thì nó sẽ có hai loại chính là thiền chỉ và thiền quán. Thì dù cho cái loại thiền nào thì nó cũng không thể nào tách rời khỏi ba cái mình gọi là tam vô lậu học. Một lát mình sẽ nói phía dưới là giới định và tuệ. Tụi nó như sống đôi và tụi nó như là cái nguyên liệu, cái kiến thức cần thiết để mà mình hành thiền vậy đó. Thì các vị thiền sư đều luôn dùng cái tài liệu này để mà giảng giải. Trong giới nghiên cứu họ cũng đọc và phân tích cái Thanh Tịnh Đạo này rất là nhiều. thậm chí có một cái bộ phụ chú giải cho phần Thanh Tịnh Đạo nữa, một lát nữa cũng sẽ được đề cập ở phía bên dưới luôn. Đó. Đúng rồi Lộc. Thế thì mình thử chiết tự cái chữ Thanh Tịnh Đạo ha. Thanh Tịnh Đạo là trong tiếng Bali á, thì nó có nghĩa là Visuddhimagga. Thì Visuddhi á, nó có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch, thuần khiết. Còn Magga là đạo hay là con đường. Thì vậy thì mình gáp lại cùng với những cái nội dung mà mình đã tìm hiểu ở trong cái quyển sách này rồi á, thì mình có thể hiểu được Thanh Tịnh Đạo là cái con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ, thanh lọc tâm khỏi các phiền não của đời, để đạt đáo cái trạng thái thanh sạch nhất là Niết Bàn, Nibbana hay là giác ngộ giải thoát đó. Thì tới đây á, những cái bạn nào mà đó giờ chưa bao giờ nghe đến Thanh Tịnh Đạo thì cũng biết được sương sương rồi. Hồi nãy hình như có bạn nào đó nghĩ Thanh Tịnh Đạo là một cái môn dùng để thanh lọc cái gì nè. Để mình nhớ mình có đọc qua. Này, chỗ của anh chị nhé. Môn học này hướng con người mình đến đạo thanh tịnh, làm cho mình thanh tịnh trong hành động và suy nghĩ. Có lẽ là không chỉ là như thế. Thì nó là hẳn là một cái con đường gom tinh hoa hết của Tam Tạng Kinh Điển mà. Thì nó không chỉ là hướng không, mà nó còn là cái sự thực hành, chỉ dẫn những cái sự thực hành và làm cho cái con người mình thanh tịnh trong mọi bề mặt, sạch sẽ trong mọi bề mặt, đến cái trạng thái thanh sạch nhất là Niết Bàn giải thoát luôn mà, chứ không chỉ là trong hành động và suy nghĩ không. Các vị cũng chép bài tiếp nha. Nghĩ điều gì thì cũng xoay quanh thân khẩu ý thôi. Thì ngay trong cái đó thôi nó đã không có cái khẩu rồi đó chị. Đó, cái thân là cái hành động, cái ý là cái suy nghĩ, còn chưa có cái lời nói mà. Nhưng thật ra thì ngoài cái thân khẩu ý nó còn nhiều thứ khác nữa. Đâu phải chỉ sạch sẽ về thân khẩu ý không là đủ đâu. Nó còn phải thân khẩu ý trong cái thời nào nữa, đúng không? Ví dụ như thân khẩu ý trong hiện tại mình sạch, nhưng chưa chắc gì thân khẩu ý trong quá khứ mình đã sạch. Mà thân khẩu ý trong quá khứ của mình chưa có sạch thì có chắc gì nó sẽ giúp cho mình đến được cái trạng thái Niết Bàn hay không? Đó, nó là một cái chỗ khác nữa. Cho nên nó phải là cái sự cái con đường mà nó phải gột rửa hết tất cả những cái gì dơ bẩn, thanh lọc hết tất cả mọi thứ để đạt đáo được cái trạng thái thanh sạch nhất là vì vậy. Cái vấn đề hả mọi người? Người có gì thì cứ nhắn lên liền nhé. Ok. Vậy chắc là chỗ Tuyết Anh chỉnh lại nha. Ok, mình đi tiếp ha. Thì sơ lược về cái nội dung ở bên trong cái tác phẩm Thanh Tịnh Đạo nó có cái gì. Thì trong cái tác phẩm á, thì Ngài cũng có phân tích rõ ràng và hướng dẫn thực hành chi tiết từng cái thành tố của tam vô lậu học. Nó là giới, sila, định, samadhi và tuệ là băng nhát. Thì giới là nền tảng, trên đó định và tuệ được xây dựng. Không có giới thì không thể có định, không có định thì không thể có tuệ hay sự thể nhập vào bản chất các pháp. Đây cũng là ba giai đoạn phát triển tâm linh theo dự kiến của Đức Phật được trình bày trong một bài kệ thuộc Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya. Cái ý ba giai đoạn phát triển tâm linh này nè, thì mình thấy có khá là nhiều sách nó có đề cập đến một cái bài kệ đó trong Tương Ưng Bộ Kinh. Mà theo như sự tra cứu của mình á, thì mình không biết chính xác cái bài kệ đó là bài kệ nào. Cho nên các bạn nếu như có thấy cái bài kệ đó thì thử chia sẻ cho mình biết để mà mình kiểm tra lại một cái nữa ha. Hầu như là các lời tựa của những cái quyển sách về Thanh Tịnh Đạo nó đều nhắc đến cái bài kệ trong Tương Bộ Kinh này, mà cái Ngài Buddhaghosa, Ngài dựa vào trong đó mà Ngài soạn ra cái cấu trúc của cái Thanh Tịnh Đạo, cái bản chú giải Thanh Tịnh Đạo của Ngài là gồm 3 phần là giới, định và tuệ. Đấy. Mình chép cho xong đến đây luôn đi, rồi mình nói đến các tài liệu hiện đang có ở đang được lưu hành. Các bạn có hỏi gì hoặc là đọc cái chỗ nào chưa có hiểu thì các bạn cũng có thể nhắn lên nha. Câu hỏi hồi nãy nó giống như là mình đi học cái lớp này là chỉ để hỏi cái câu đó thôi vậy đúng không? Không, alo, không phải, ý là vậy nè, tức là mình biết là cái vấn đề là khi mà có người á, khi mà tìm hiểu về Thanh Tịnh Đạo á, sẽ gặp một cái hoài nghi này, cho nên là hỏi ở đây để mình bàn luận với nhau cho nó sự lợi ích. Dạ, yeah. Mình sẽ bàn luận về cái này ở trong cái bài liên quan đến tiểu sử Ngài Buddhaghosa. Nãy em nói rồi á, nó là cái phần sau cái phần 1.2 này, nó là 2 chấm á. Ồ, tưởng nãy thì tưởng lộn, tưởng là sẽ được trả lời trong cái khúc nãy mình có đi qua gì xá. Vô lậu học là kiểu học sao? Theo anh hiểu nha, cái tâm vô lậu học này á, thì cái chữ lậu thì tượng trưng cho những cái gì mà nó dơ bẩn. Thì vô lậu là không còn dơ bẩn. Thì tâm vô lậu học là 3 cái sự học mà làm cho bản thân mình không còn bị dơ bẩn nữa. Thì anh hiểu tâm vô lậu học là như vậy. Thì 3 cái thứ đó bao gồm giới, định và tuệ. Một cái câu hỏi hay và đúng ra mình sẽ có nói ở cái phần sau, nhưng mà ở đây bạn hỏi thì chắc là mình nói luôn. Cái này cũng là theo như cái sự hiểu biết của mình thôi. Đối với 3 cái phần tam trong tam vô lậu học á, thì giới, một lát nữa nó sẽ có một cái phần là các tài liệu được dịch để mà mình có thể học, để đọc và nghiên cứu á. Thì trong đó sẽ có phần giới và phần tuệ được dịch bởi Tỳ Khư Ngộ Đạo. Còn cái phần định chưa được dịch. Cho nên trước hết là cái thằng định là nó sẽ ít tài liệu hơn để mà mình có thể tra cứu và tìm hiểu. Cái thứ hai á, ở cái phần giới á, thì mình có đọc sơ qua. Thì những cái giới mà được hướng dẫn ở trong Thanh Tịnh Đạo là những cái giới cho tỳ khưu. Mà tụi mình á, thì không phải là tỳ khưu, không phải là cha, không phải là đi tu. Tụi mình đang học Phật học và mình đang nghiên cứu Phật học. Thì trong 3 cái phần này thì để xếp xem cái sự ưu tiên nào là lớn nhất á, thì mình chọn phần tuệ. Và bởi vì cái phần tuệ á, nó lại có cái tính ứng dụng cao, không chỉ là trong cái việc mà mình hành thiền hay là mình là tỳ khưu mình mới cần phải có tuệ, mà bất kỳ ai cũng cần phải có cái sự chuẩn bị đầu tư cho cái trí tuệ của mình. Thì đó là lý do vì sao mà mình học Thanh Tịnh Đạo cái phần tuệ trước, cái phần giới hay là cái phần định. giới là nền tảng, trên đó định và tuệ được xây dựng. Ở cái chỗ này ha, thì trong cái thanh tịnh đạo á, thì nó có ba cái thứ thì các bạn vừa mới thấy rồi, đó là giới, định và tuệ. Giới nó giống như là một cái sự ràng buộc, lại là xem coi chúng ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Định là cái sự an trú. Thì giới, định và tuệ, thì có giới có định rồi thì tuệ nó mới phát triển được. Có nghĩa là chúng ta biết được là nên làm cái gì rồi, và chúng ta có sự an trú ở cái việc tốt, đẹp nên làm đó, thì khi đó cái trí tuệ chúng ta mới phát sanh. Không thể nào đối với một người mà làm toàn những cái điều sằng bậy, hay là không có an định, không có an trú với những cái điều tốt đẹp đó, mà chỉ bay nhảy, buông bắt những cái điều sai xấu, thì hiển nhiên là trí tuệ nó sẽ không được phát sanh. Mà nếu so giữa giới và định thì giới là cái nền tảng luôn cho cả định và tuệ được xây dựng lên. Trong cái giới á, thì mình có thường nghe đến ngũ giới á, các bạn. Ngũ giới thì bao gồm không có sát sanh, không có trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đây là cái 5 cái giới hết sức căn bản. Nhưng mà cái phần giới ở trong Thanh Tịnh Đạo á, là nó nghiên cứu, nó trình bày rất là chuyên sâu luôn, rất nhiều giới khác nhau luôn. Thì xét về mặt thực tế, với những cái người là đồng học như chúng ta vậy nè, thì nên học phần tuệ trước, rồi từ từ mình đến phần giới, phần định sau. Nó vẫn sẽ nằm ở trong cái môn Thanh Tịnh Đạo này nha. Rồi quý vị xong cái phần đó chưa? Mình đi tiếp nha. Mình đi tiếp cái phần số 5 ha. Rồi có hai ấn bản của cái bộ sách này bằng Pali viết theo cái chữ Roman nè. Thì thứ nhất á, là một cái ấn bản được cái hội Balitex London, được viết tắt là BTS. BTS này là hội Balitex London ha, xuất bản năm 1921. Còn cái bản kia á, thì được Đại học Harvard xuất bản năm 1950. Thì cái bộ sách viết bằng chữ Pali theo cái kiểu Latin á, thì nó có hai cái bộ này. Còn cái bản gốc á, thì nó được viết vào thế kỷ thứ 5 ha, nửa đầu thế kỷ thứ 5, nãy mình có nói phía trên. Còn cái bản mà từ cái bản đó mà đã qua cái bản Roman này thì nó năm 1921 và năm 1950. Rồi, có ít nhất hai bản dịch Anh ngữ hiện hành của tài liệu Visuddhimagga. Trên đây là bản Pali, trên đây là Anh ngữ. Thì đầu tiên á, là cái bản The Path of Purity do cái ngài, mình cũng không biết đọc sao cho nó đúng, là Pe Maung Tin, là một cái cư sĩ người Miến thực hiện. Còn cái bản dịch thứ hai là The Path of Purification, là do Biku Ñāṇamoli thực hiện. Thì cái chỗ này có một vài cái lưu ý thế này, cũng đi ra trực tiếp vào trong đây luôn, để mà các bạn có đọc á, các bạn cũng cẩn thận. Thì bản dịch của cái ngày này thật ra không phải là bản chuyển ngữ trực tiếp từ cái luận văn hay là cái luận án Visuddhimagga của cái ngài Buddhaghosa đâu. Bởi vì trong đó thì cái ngài Ñāṇamoli á, còn có dịch trích dẫn từ cái tài liệu Paramatthamañjūsā nữa, tức là bản phụ chú giải của cái Visuddhimagga, không phải dịch trực tiếp ha. Một lát nữa cái bản này sẽ được Thích Nữ Trí Hải, mình sẽ trình bày dưới ha, là được Thích Nữ Trí Hải dịch nè. Thì cái bản này nó đã sai lệch so với bản gốc rồi, nó được dịch trích dẫn kèm theo so với chung luôn với cái bản phụ chú giải luôn. Cũng như là thực hiện cái việc tra cứu và cung cấp nhiều nguồn trích từ các chánh tạng, các chú giải khác nữa đó. Thì ngài Sayadaw U Sīlānanda đã dùng bản The Path of Purification của Biku Ñāṇamoli làm giáo trình cho bài giảng của mình đến một cái lớp học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình giảng dạy thì ngài Sayadaw, ngài cũng phân tích thêm và chỉ ra những cái sai sót trong bản dịch này. Đấy. Để gửi qua để mình nói luôn. Hãy đi. Rồi. Đó là bản Pali với cái bản Anh ngữ. Còn cái bản dịch Việt ngữ á, của cái tài liệu Visuddhimagga thì tiêu biểu là có bản Thanh Tịnh Đạo được dịch bởi Tỳ Khư Ngộ Đạo. Đây là cái bản dịch Việt trực tiếp từ bản Visuddhimagga của ngài Buddhaghosa luôn. Tuy nhiên cái bản lưu hành của tác phẩm này hiện tại chỉ bao gồm phần giới và phần tuệ thôi, chỉ có hai phần giới và tuệ, phần định không có. Rồi còn Thanh Tịnh Đạo được dịch bởi Thích Nữ Trí Hải thì đây là cái bản dịch Việt từ một cái bản tiếng Anh ha quý vị, nhớ ha. Bản Thanh Tịnh Đạo này của Tỳ Khưu Ngộ Đạo được dịch trực tiếp từ Visuddhimagga của ngài Buddhaghosa. Nhưng mà Thanh Tịnh Đạo Thích Nữ Trí Hải á, quý vị đọc sách, quý vị sưu tầm sách, quý vị mua sách gì đó thì nó cũng đề cái chữ là Thanh Tịnh Đạo thôi. Nhưng mà cái bản này thì lại dịch từ cái bản tiếng Anh đó. Nhưng mà cái bản tiếng Anh á, thì nãy mới nói xong là nó còn nhiều cái sự sai sót theo như cái sự chỉ ra của ngài Sayadaw, nên cái bản dịch Việt ngữ cũng sẽ có nhiều điểm sai tương ứng. Hơn nữa, trong cái tác phẩm của mình á, thì Thích Nữ Trí Hải đã lược dịch và bỏ qua khá nhiều chi tiết, thì có lẽ là do dịch giả xem là không quan trọng cái chỗ đó. Nhưng mà với cái sự phân tích của ngài Sayadaw thì những cái chi tiết đó, những cái chỗ mà Thích Nữ Trí Hải lược dịch bỏ qua, thì ngài lại cho rằng những chi tiết đó lại cần thiết cho cái việc hiểu sâu và trọn vẹn Thanh Tịnh Đạo. Cho nên mọi người cũng cẩn thận cái chỗ này. mình chép bài nha. Của em là phần 1 nào hả Lộc? Phần số à, mới gửi phần số 6 đúng không? Ok. Sao thấy gửi qua chat cái mọi người xong nhanh quá. Vậy là mai mốt mình có nên gửi qua chat nữa không ta? Rồi mình vậy thì đi tiếp cái phần số 8 ha. Phần số 8 là tổng lược về cái nội dung bản gốc của Thanh Tịnh Đạo, để quý vị biết ở trong đó nó có cái gì. Thì mai mốt á, mình cũng sẽ dựa trên cái khung này thôi, chứ không phải là mình lấy cái khung này luôn. Các bạn xem mấy cái tài liệu mà nó dịch á, nó dịch từ bản gốc á, thì cái cấu trúc, cái mục lục của nó đi theo giống ba cái phần này luôn. Nhưng mà mình làm một cái bài giảng, mình soạn một cái bài giảng, và những cái tài liệu giống như là Thanh Tịnh Đạo yếu lược nè, hoặc là tường giải Thanh Tịnh Đạo nè, thì những cái tài liệu này á, nó sẽ có cái cách sắp xếp bài học riêng, nó cấu trúc lại, nó gom lại thành những cái chương riêng. Tuy nhiên thì nó vẫn dựa trên ba cái khung này thôi. Phần này thì có lẽ là mọi người không có cần phải chép lại, tại vì phần này mọi người có thể search trên mạng mà thấy ha. Những phần ở trên đó thì mọi người nên chép, còn cái phần số 8 này thì mọi người có thể ghi mở ngoặt ra là biết bao nhiêu chương, có chương gì ra sao là được rồi. Thì phần thứ nhất á, là phần giới, nó có 2 chương, giới xiển minh, trừ chi xiển minh. Phần định thì có 11 chương, là thọ trì nghiệp xứ xiển minh, địa hoàn tịnh xiển minh, hữu dư hoàn tịnh xiển minh, bất mỹ xiển minh, lục tùy niệm xiển minh, hữu dư tùy niệm xiển minh, phạm trú xiển minh, vô sắc xiển minh, định xiển minh, thần thông xiển minh, thắng trí xiển minh. Đúng rồi, xiển minh là làm cho nó rõ ra. Thầy Dũng có kêu mọi người chép kìa mọi người. Mọi người nên chép để cho nó quen mấy cái chữ này á. Rồi phần thứ 3 là tuệ, thì nó có 10 chương. Chương 14 là uẩn xiển minh. Ồ sao giống như đe dọa vậy ta? Vẫn đọc nha. Chương 15 là xứ giới xiển minh, các bạn chép để mà các bạn quen thì mình đọc mình cũng cho mình quen chứ các bạn. Rồi chương 16 thì quyền đế xiển minh, chương 17 nền tảng tuệ xiển minh, chương 18 là kiến thanh tịnh xiển minh, chương 19 uẩn xứ giới quyền đế. Bộ này thuộc nè, uẩn xứ giới quyền đế là ba cái chương này. Rồi chương thứ 19 là đoạn nghi thanh tịnh xiển minh, chương 20 là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiển minh, chương thứ 21 là hành tri kiến thanh tịnh xiển minh, chương thứ 22 là tri kiến thanh tịnh xiển minh, và chương thứ 23 là quả báo tu tiến tệ xiển minh. Nhưng mà ngay từ đầu mình có nói đó, mình không phải học cái tài liệu này ha, cho nên mọi người đừng có lo lắng là mình học tiếng Việt nâng cao kiểu vậy. Mình học những cái tài liệu thứ cấp hơn, cho nên nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái này mình ghi cho nó biết. Xiển minh là mình cầm cuốn sách mình đọc ra hết luôn cuốn sách cho chị Châu, không biết chị Châu hay chị Thi nữa, cho chị Thi Châu nghe luôn á. Cái này mình nghĩ cho biết thôi, giống như là mình gặp nó lần một với đó thì mình gặp nó lần hai lần ba thì từ từ mình mới nhớ được. Còn mình không dám gặp nó, mình sợ đối diện với nó, giống như mình học tiếng Anh vậy đó, mình sợ học từ mới thì mình không bao giờ mình có từ mới hết trơn. Trước lạ thì sau nó mới quen. Rồi ok, bye bye Tân. Ok chị Thi. Mọi người chép bài nha, mọi người chép bài đi nha. Nãy mình nói trong khi học mình phải lắng nghe và ghi chép, đúng không? Lắng nghe và ghi chép. Mình như đó chưa nữa, mình còn mấy cái dấu cộng dưới nữa, trong hàng nó còn mấy ý nữa, mà lắng nghe ghi chép là hai cái thứ thôi ở trong cái phần trong khi học đó. Nên ghi chép nha mọi người. Mình soạn bài mình tâm quyết lắm, nên hy vọng là các bạn viết bài cũng tâm quyết. Cái 11 chương đó là mình không có tính hai chương đầu đó em. Các chương này nó tiếp nhau luôn. còn cái 12 chương, 11 chương này đó, đó là cái số chương trong cái phần đó thôi. Chỗ phần thứ nhì, chương số 9, chương số 9, tạm trú. Còn nhiều thời gian để copy lên để nói cho thêm 2 câu nữa là nó xong cái phần bữa hôm nay. Copy lên rồi đó mọi người. Rồi thì có trích ra một cái câu trong cái lời tựa của Thanh Tịnh Đạo Phần Giới của Tỳ Khư Ngộ Đạo ha. Thì sau khi thấy được các chương được trình bày ở trong Thanh Tịnh Đạo Bản gốc á, thì Ngài có kết luận như thế này: Thanh Tịnh Đạo thâu nhiếp, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Do đó, tham ái tự thân hãy cắt ngang, như tay ngắt đóa sen thu tàn, hãy phát triển con đường tịch tịnh, niết bàn thiện thệ đã truyền bá. Thiện thệ là Đức Phật đó các bạn. Rồi, ok. Cái phần 2 thì bữa hôm sau ha. Bữa hôm sau mình sẽ học đến tiểu sử Ngài Buddhaghosa. Rồi, quý vị chép bài tiếp đoạn cuối cùng của buổi hôm nay. Mình chưa có cái năng lực có cái năng lực mà một đoạn mình dạy một tiết như là Mr. Dũng. Cho nên các bạn thông cảm, mình có cái gì mình ụp hết lên trong cái bài dạy của mình. Nên các bạn hoan hỷ chép bài. Quý vị nào chép xong 2 cái đoạn này nữa thì có thể nghỉ ha. Sống gia đình nha mọi người. Thường thấy anh Todd gửi cái link lên á mà không thấy mọi người bấm quan tâm, cho nên mọi người nhấp vô chữ quan tâm thì nó mới là quan tâm hết mọi người. Tại vì cái cách nó hiển thị ra vậy kiểu giống như mình đã quan tâm rồi vậy đó. Hồi xưa bấm vô mới biết là nó chưa quan tâm, bấm vô mới là quan tâm. Tại có lần con nói sao thấy cô mi hiền quá. Thấy cô mi nhẹ nhàng từ tốn. Không có là lên voi xuống ngựa. Quý vị cũng gần xong rồi ha. Thì phần nào quý vị chưa xong ấy, thì cố gắng viết cho xong. Còn những ai còn nhiều quá thì mình để lại, mình tắm rửa đồ này kia đó, để sau 59 phút nữa mình thấy trên sự kiện nó để nè là bắt đầu cái tọa đàm buổi tối đó. Thì các bạn cũng thu xếp để tối này tham dự ha. Rồi, ok, để mình gửi nốt luôn cái phần này lên trên phần chat. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm đã tạo điều kiện cho mình bắt đầu cái tiết dạy đầu tiên môn Phật học của mình. Cảm ơn mọi người.